Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Hôm nay ngày 18 tháng 5, 2020, tôi đã về huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Và tôi đến thăm không gian vườn cảnh của gia đình anh Huy Bonsai, thuộc xã An Lão, huyện Bình Lục. Bây giờ Đỗ Sinh cùng với các bạn chúng ta cùng nhau vào thăm không gian vườn cảnh Huy Bonsai. Vâng, đứng trước chúng ta là anh Huy Bonsai. Chào anh Huy nhé. Vâng, chào bác Đỗ Sinh, chào tất cả các bạn. Vâng, qua cái chuyến đi về Bình Lục đợt này, Đỗ Sinh đến thăm vườn anh Huy Bonsai. Một vườn cảnh rất là đẹp và không gian rộng với đa dạng, nhiều chủng loại cây. Và đặc biệt nhất là cái công nghệ mà chăm sóc cá koi để tạo thành khu vực cung cấp cá koi giống trong địa phương và các khu vực xung quanh, cũng như là những cái nếp nhà cổ mà gia đình anh Huy Bonsai cũng có nghề làm nhà cổ, làm những cái gian nhà gỗ kiểu cổ để phục vụ công chúng, phục vụ bà con có nhu cầu trong cả nước. Vườn cảnh Huy Bonsai chuyên bán cây cảnh, chậu hoa cảnh, vật tư trồng lan và thi công tùng đồi. Và đây là số điện thoại để chúng ta giao lưu. Và chúng ta cùng nhau đi vào tham quan không gian chung. Và hình ảnh chúng ta tiếp xúc đầu tiên là một cây hoa giấy. Và đây là tổng thể này, một cây hoa giấy dáng siêu, nhưng với tốc độ vươn xa của thân và đường đi rất uyển chuyển, tạo nên một khung cảnh của một cây hoa giấy rất là đẹp. Đây là cây giấy hai màu, màu hồng và sắc pháo và màu trắng. Tính từ gốc mà lên đến điểm cao nhất của cây hoa giấy là cái khoảng chỗ này là khoảng bao nhiêu mét anh? Dạ, 4m7. 4m7. Dạ, vâng. Thế còn chiều xa? Chiều dài tổng thân là 10m. À dạ. Cũng đẹp ấy. Khoảng thân sát gốc là 85. Ở vị trí này. Vâng. Chỗ anh bọc ấy đấy. À, cây hoa giấy chắc anh mới chuyển về đây sao? Vâng, trong mới khai thác, mới chuyển về. Thì đang trong giai đoạn chăm sóc bảo dưỡng. 85. Vâng. Và anh Huy đã làm một cái giá để đỡ cây hoa giấy, tạo cho cây hoa giấy có một cái đường truyền rất là chắc chắn đây. Tuyệt vời quá nhỉ. Cây hoa giấy này mà sau này có khách mà yêu mến mà alo đến giao lưu thì giá nào anh? Cây này khoảng 42 triệu. 42 triệu à? Vâng. À, một cái cơ sở có không gian lớn, nhất là những tòa biệt thự, chúng ta có thể cấu kết một cây hoa giấy ở một ven sườn nhà tòa biệt thự, sau bò theo khung nhà nhìn cũng rất hay. Không gian vừa mát vừa trang điểm màu sắc đẹp.
theo kinh nghiệm của cháu ấy là ươm hoa giấy là tốt nhất dùng sơ dừa. Vâng. Nhưng còn là nếu cái giá thể bình thường mà mình hay trồng ấy, đúng là vẫn là nhiều đất nhiều chấu là không tốt. Nó làm bí bó rễ. Sau này cái này cháu sẽ gạt bớt ra và thêm giá thể mới là chấu cho sơ dừa, phân mục và đất. Đấy thì là tổng hỗn hợp bắt đầu mình. Nhưng mà bước ban đầu tốt nhất là sơ dừa. Vâng, sơ dừa. Vâng, nó giữ 100% sơ dừa. Vừa xốp, vừa giữ ẩm tốt. Vâng, vừa thông thoáng. Thông thoáng. Vâng, đấy rồi. Nhưng mà cái sơ dừa mình không được nén. Đưa vào mình chỉ tưới nước, không được nén nó lại. Rồi. Rồi, cảm ơn anh. Sắp tới cháu cũng cho ra thị trường một loạt này, hoa giấy Mỹ, vừa làm bonsai, vừa làm thân củ bệ, vừa làm tay cành, rồi có những cây cành nhỏ thì mình sẽ bán hoa luôn. Vâng, là 3.000 cây hoa giấy Mỹ và khoảng độ 800 cây hoa giấy hai màu, to nhỏ quá hết. Vâng. Thầy cháu muốn. Vâng, chỗ này tôi thấy anh có cây vọng cách này. Cây vọng cách này anh mới khai thác về ạ? Dạ vâng ạ. Cháu mới ra mua trong dân. Và cũng đang được bảo dưỡng bằng sơ dừa. Trong thời gian tới anh sẽ đưa lên chậu. Hoa giấy Mỹ. Hoa giấy Mỹ thì khi bắt đầu ra bầu, mọi người chú ý là cắt hết cái này luôn, chỉ để lại 3 lách lá thôi. Khi bắt đầu mình ra bầu mới thì nó để cây nó mất năng lượng, đỡ mất nước, đỡ mất sức. Thì mình để sau một tuần ổn chậu thì cái này, ví dụ cây to cao mình phải chẳng buộc lại cho nó không bị lung lay gốc. Và sau một tuần thì mình sẽ dùng dịch rong biển và axit furic mình hòa chung cái hỗn hợp với nhau và mình tưới trong gốc, là một tuần mình tưới một lần là đảm bảo cây hoa giấy cực kỳ sung mạnh luôn. Ok. Vâng, và chỗ này tôi thấy anh có một cái khóm rành rành, cũng là những cây rành rành có tuổi đời rất cao rồi. Bên này là trái nó chưa chín. Ừ. Trái chưa chín. Vâng, chín xong ngày mai chuyển màu vàng. Vâng. Người ta dùng cái quả rành rành này lấy cái chất màu vàng để đồ xôi đấy. Vâng, đồ xôi. Vâng, nó là cái nó cũng là vị thuốc bắc dụ, nó là chi tử. Đúng rồi. Khu vực này cũng là hoa giấy hết. Vâng. Bây giờ chúng ta đi đến cái khu đồi tùng của gia đình đây. Đồi tùng của anh chủ yếu là tùng cối. Một số dòng cây ví dụ như cây sung, cây tùng, cây ổi, đó là những cây phôi cấp 1, gần như đã tương đối hoàn thiện. Anh cũng thường xuyên cung cấp ra thị trường. Qua những hình ảnh tôi đăng tải đây thì anh em muốn giao lưu về những cây tầm nhỏ với cái giá trị thấp để đem ra thị trường cung cấp cho các cái chợ hoa cây cảnh, hoặc là chúng ta mua về chơi, từ cây sung, từ cây hoa giấy Mỹ, cây tùng cũng rất là tuyệt vời. Và những cây hoa giấy Mỹ anh ghép cẩm thạch, tôi trong kia tôi nhìn thấy anh có cây ghép rồi. Vâng. Vâng. Ghép cẩm thạch thì nhìn lá nó rực rỡ, lá như hoa, cũng hay. Và chúng ta đi sâu dần vào trong thì vườn cảnh của anh sẽ rực rỡ hơn bởi những bóng cây tùng cỡ tầm trung, những cây xanh, cây mai chiếu thủy.
Và đến đây tôi gặp một cây tùng, tôi cũng muốn tham khảo cho anh em ta được biết. Ví dụ như cây tùng này mà giao lưu thì giá bao nhiêu anh Huy? Cây tùng này khi hoàn thiện như này thì cả chậu, cả bể, cả công vận chuyển đó thì là 220 triệu. 220 triệu chuyển đến tại nhà trong toàn quốc, chuyển đến tại nhà bao ship 200 cây. 200 cây trở về, 200 cây thì gần như hết miền Bắc rồi. Anh vừa nói là 200. Dạ vâng, 220 triệu. 20 triệu ạ. Wow. Các bác mà muốn tập thấp luôn như cây này, cũng cốt, tay cành, tay đòn rất đẹp, giá có 50 triệu. Vâng. Như cây này là 50 triệu. Vâng, chúng ta ngắm lại cây tùng báo giá 240 triệu. 220 triệu. 220 triệu lần nữa. Và bây giờ chúng ta đi sâu dần vào phía trong. Không gian đất nhanh rộng lắm. Chúng ta sẽ quan sát video đầu tiên là những cái tác phẩm bonsai nghệ thuật. Sau đó chúng ta chuyển đến một khu vực anh chuyên cung cấp cá coi giống. Bóng của một cây củng cối cũng rất lớn. Các bạn mà chơi những đồi tùng với những bóng của cây tùng cối thì anh Huy sẽ đáp ứng được, bởi vì tùng cối ở đây anh cũng tương đối nhiều, với nhiều loại kích thước, lớn cũng có. Chúng ta hay dùng từ những cây khủng kìa, những cây phía trong rất là cao lớn, và những cây tầm trung và kể cả tầm nhỏ. Trong này toàn bộ là khu cháu làm phôi. Vâng. Phôi xanh nằm điền, phôi sim, kim sa tùng. Đây là hoa sứ. Đây rồi. Thì cây này thì không muốn quay được. Không, mình sẽ đi dần vào phía trong. Đi dần vào phía trong. Đây, ví dụ như cây hoa dây Mỹ mà tôi đang nói chuyện với các bạn đây là những cây mà anh đã ghép cẩm thạch vào. Lá cẩm thạch nhìn rất đẹp. Thế mà một số cây hoa dây Mỹ tôi thấy là lá này nó cứ xoăn xoăn là thế nào, nguyên nhân thế nào anh? Lá xoăn ấy thì là một đây phần này là do bị sâu ruộng. Ừ. Dạ vâng. Mà nó bị cái nhện đỏ. Nhện đỏ. Vâng, nhện đỏ nó kéo cái màng này chỗ này. Đó, cái tơ này, nhện đỏ. Nó có thuốc phun. Lúc mình vuốt ra là có à? Dạ vâng. Có nhện đỏ. Và thỉnh thoảng có dẹp và sâu que. Vâng. Đấy là cây hoa giấy này. Bây giờ ta cùng bước nhau vào trong không gian vườn chính đi. Ở trước một căn nhà gỗ năm gian. Rất là đẹp. Đây là dàn bonsai mini. Rất nhiều chủng loại. Ví dụ như là linh sam, xanh, du.
mai chiếu thủy và những cây tùng cối, me rành rành, ngọc mai mũ đơn nhỏ. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước lên một sân chơi chính. Đó là một vườn cảnh rất đẹp trước khuôn viên của căn nhà gỗ Nam Gian. Cuốn video tiếp theo tôi sẽ giới thiệu với các bạn khu vực sân bonsai chính của gia đình anh Huy. Tôi xin tạm dừng cuốn video này ở những phút này để chúng ta chuyển sang cuốn sau giới thiệu với các bạn. Số điện thoại của anh Huy ở trên màn hình ở phút đầu và phút cuối Đỗ Sinh đã đăng tải để chúng ta cùng nhau giao lưu với vườn cảnh anh Huy bonsai. Địa chỉ: xã An Lão, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.